mùi mùi Linh ba màu này, hết màu trắng rồi. Linh hết màu đen có hồng. Linh Huỳnh có hồng. Cái này là không giấy thôi em nhé. Linh Huỳnh có hồng nè. 99.000 đồng. Ok. Kèm màu luôn giúp em ạ. Có màu trắng, bây giờ chỉ còn màu trắng và màu hồng thôi. Mã này chốt cho là A1 nhá. Nga ốc có trắng. Nga ốc có trắng. Cô chốt đi mai chị đọc bằng máy tính cũng được. Phi Hằng có trắng. Phi Hằng có trắng. Phi Hằng có trắng hồng ạ. Phi Hằng trắng hồng. Đặng Phúc có trắng hồng. Đặng Phúc trắng hồng nên các chị lấy hai màu đi. Em nói thật, hàng này đang buôn ở ngoài chợ là 101. Em bán được 199.000. Kèm màu giúp em nhá. A1 kèm màu kèm số điện thoại có giá là 99.000 đồng. Đây, form của em ạ. Form này rộng lắm, 65-70 cân. Diễm là tầm 65 cân là Diễm Huế. Em có trắng hồng. Linh Trang có hồng. Em toàn thấy các chị lấy hai màu thôi. Linh Trang hai màu này. Linh Trang một hồng. Một hồng. Hồng cho em nhá. Mặc nhẹ như không luôn. Đang còn nha, có chất thoải mái. Chắc cái mẫu này em phải lấy mỗi mẫu 50 cái mới đủ chia cho các chị mất. Em có trang chín Lê Thị Liền Trang có trắng. Lê Thị Liền Trang có trắng. Trần Nhung có trắng. Trần Nhung có trắng. Ok, chị nào chưa được đọc tên ngày mai bên em sẽ gọi lại nhé mọi người ơi. Cho Trang Hí một cái trắng em. Trang Hí thì là có đơn mà. Trang Hí có trắng. Trang Hí có trắng này. Hộp sushi có trắng. Hộp sushi có trắng này. Em không để nhớ được làm sao chị nhớ. Em không để nhớ luôn á. Các chị cố gắng chia sẻ giúp em một lần lên trang cá nhân và hai lần lên nhóm chợ nhá. Châu Ngọc có hồng. Hoa Tina có trắng hồng. Và nhớ like và theo dõi fanpage nhá. Ai em thêm một trắng một hồng này. Ok nào. Sắp hết rồi các chị ơi. 99.000 đồng. Hàng cao cấp cho em nó là không giấy được chưa? Rồi mã này em không chốt được mọi người nhá. Rồi không có chị Mai để chị còn bao nhiêu thì để ra nhá. Mai để Ngọc Cun có trắng. Ngọc Cun có trắng. Hồng có hồng. Lê Ánh Hồng có hồng. Màu nào cũng đẹp. Đây màu hồng này giúp em nè. Được chưa? Mấy chị nhìn cái chất của nó này. Phê chưa? Hàng không giấy, hàng Quảng Châu. Và túi này là túi đá giúp em nhá. Được nhá chị ơi. Áo em mặc dáng giấu quần được. Đây các chị thấy không? Phương có trắng. Hôm qua em đã mặc giống dáng giấu quần. Còn hôm nay là em mặc với quần bò đấy. Quần bò em sẽ săn lên hoặc là em sẽ bắt. Em thường kiểu mặc quần. Nếu mặc áo giấu quần em sẽ làm cho em một cái quại đây. Và sau đấy em sẽ nhắc vào đây. Đấy. Comment góc nhỏ có màu. Màu kèm màu nhá. Em sơ lại màu lần cuối này. Để qua mã quần bò đấy các chị nhá. Đây. Các chị nhớ không? Hàng này đang rất là hot. Ok cho chị thu mỗi màu 3 đen. Rồi. Mã này em tạm ngừng chốt mọi người nhá. Được chưa ạ? 30 cái là được giá xỉ. Quần em mặc có bán luôn. Các chị xem giúp em nhá. Cái này là túi đá này. Rất đẹp chưa? À, nhìn cái túi của nó các chị thấy phê không ạ? Cái này là túi đá cho em nhá. Đấy. Hàng không giấy này. Ok lên quần bò luôn. Có màu hồng và màu trắng. Màu nào cũng đẹp hết. Hôm qua em có mặc màu hồng và hôm nay em sẽ mặc màu trắng. Lê Thị Thu bên tay lên bên gì? Lê Thị Thu em ghi là Nguyễn Thị Thu ghi là xỉ. Chị có tách lô luôn nhá chị ơi. Tách lô là giá 6. Nào em lên quần bò. Lên mẫu em mặc trước được chưa? Mẫu em mặc các chị ghi cho em là M1 và có size S, ML. Quần này là quần dài các chị nhá. Hôm trước là em bán 90 phân, còn hôm nay là em bán dài này. Quần này là